Thứ hai tuần bốn thường niên. Lời Chúa. Người bảo, anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Hiến luật điều 53. Là con Đức Mẹ vô nhiễm, chị em sẵn lòng đón nhận thập giá mỗi ngày để làm bằng chứng tình yêu lớn nhất dành cho Đức Kitô và anh chị em đồng loại. Suy niệm. Việc chữa lành của Chúa Giêsu dưới ngòi bút của Thánh sử Marco cho chúng ta nhận ra Ngài không xa lánh sự tối tăm của thế gian. Thay vào đó, Ngài đã dấn thân vào tận cùng của sự uế nhơ tội lỗi, xào huyệt của ma quỷ để kéo con người ra khỏi đó. Trong Chúa Giêsu thì không còn phân biệt Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, công chính hay tội lỗi. Suy gẫm về sứ mạng ngôn sứ của Đức Giêsu, một lần nữa chúng ta ý thức hơn về sứ mạng và hành trình sống đạo của mỗi người chúng ta. Trong việc loan báo tin mừng, sứ mạng của Thầy cũng là của trò. Mỗi người trong chúng ta vẫn không thể tránh khỏi sự giữ ở thế gian. Sự giữ ấy có thể là đau khổ, bệnh tật, cái chết, sự mất mát, những bất công, những thiệt thòi, những lời chỉ trích, những thất bại, sự cô đơn, chán nản. Muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, hẳn chúng ta cũng phải lội ngược dòng. Khi suy gẫm hiến luật điều 53, là con Đức Mẹ vô nhiễm, mỗi lần đối diện với những khó khăn, thử thách, chúng ta vui lòng đón nhận, khiêm tốn hạ mình, kiên trì cầu nguyện, cậy trông vào Chúa và đọc ra ý Chúa muốn nói gì với ta qua các biến cố xảy đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho chúng con, để chúng con cũng biết chia sẻ niềm vui và tình thương Chúa cho mọi người. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Hôm nay chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm đón nhận những trái ý với sự khiêm tốn, tươi nét mặt khi được góp ý và biết nhận ra những biến cố Chúa gửi đến là để huấn luyện chúng ta hầu được hoàn thiện hơn mỗi ngày.